Hold up. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bugan đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game đó là Frustration. Thì cái game này chúng ta sẽ làm gì thì mình cũng không biết nữa. Thì trước khi bắt đầu vào mình nói hơi bị tào lao luôn. Thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký ủng hộ mình, cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào Star Em. Thì đây là một cái game được làm bởi Jeremy gì đó, lắp liều gì đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu game. Thì đây là cái trò chơi mà chúng ta sẽ sử dụng con chuột của chúng ta để qua màn. Nghe nó hơi lạ nha. Rồi bây giờ. Rồi, let's start online your mother. Sao kỳ vậy? Để coi lại coi. Let's start OEC, like your mother. Đâu. Ủa là sao? Hiểu rồi. Ê, có nghĩa là bây giờ các bạn có thể thấy được cái phần màu tím hay là màu xanh gì đó. Cái con mắt mình không có thấy được, nhưng mà theo mình thấy là mình đang thấy nó màu tím, nó có một tí xanh. Thì nếu mà cái con chuột của mình, các bạn thấy cái con chuột trên màn hình, mình mà đụng vô cái màu xanh màu tím này á, có nghĩa là mình sẽ bị thua. Rồi thì nếu mà mình đụng vào phần màu tím thì mình sẽ bị thua. Còn mà mình đụng vào mình cứ đi thẳng như nào, nói chung là đụng chúng màu tím là mình sẽ bị thua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. 3, 2, 1. Trời ơi, có chiếc xe. Trời ơi. For us, the electric bill and candle. Cái này là gì đây? Cái này là tắt đèn. Tắt đèn phiên bản Mỹ. Cái này không phải của Ngô Tức Tố nha, cái này là phiên bản tắt đèn. Và bây giờ nếu mà mình bắt đầu chạy thì mình sẽ chạy ra cái hướng này. Rồi, ok, mình hiểu rồi nha. Ra là vậy, nếu mà mình đụng vô phần màu xanh lá mình sẽ thua. 3, 2, 1. Sao mà dễ quá vậy bời. Mình cảm thấy nó rất là dễ. Rồi, chúng ta hãy tới với màn tiếp theo, màn thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi. Trời, ba cái đồ quỷ này easy ý vậy. Maybe miss the wooden. Cái này vòng 4 mà. Ủa sao dễ quá vậy? Cái khó hơn coi. Có vụ nó chạy thẳng lên rồi nó chạy lùi xuống nữa. Khó đây. Được. VIP. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ Now you see me. Bây giờ chúng ta sẽ cái này nó bị mất màu. Ôi. Còn nào khó hơn không? Quá dễ chứ. Sao càng ngày càng khó vậy? What? Cái này nó có cái hình ảnh gì nó rất là quen thuộc. Yes! Chúng ta đã thắng rồi. Ủa vậy là xong game rồi đó hả? Cái gì vậy? Cái video gì mà nó ngắn bà cố luôn. Không được, mình phải tìm thêm một game thôi. Sau một hồi tìm kiếm thì mình đã tìm được cái phần 2 của cái trò này. Thì bây giờ phần 1 nó quá dễ, liệu cái phần 2 có thể gọi là họ làm khó được mình không? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Reddit. Ok, bắt đầu. Phần 2 nó làm hay hơn á. Bấm vô cái nút chúng ta sẽ mở. Wow, cái nút bấm vô chúng ta sẽ cười. Hiểu rồi, ok. Xong vòng 1. Ấn vào cái nút này. Ê, từ từ. Bình tĩnh. Wow, vòng 2 bắt đầu khó rồi đó nha. Từ từ, bấm cái nút cho tôi qua. Từ từ, bấm cái này cho tôi đi.
rồi. Đúng khó luôn. 2,53 giây. Blue, green, red, purple. Là sao? Hiểu rồi. Mình phải đem cái cục màu này lên. Ok, hiểu rồi. Màu đỏ là không có được. Ê, đèn xanh. Đèn đỏ. Này, đây, đèn đỏ. Ê. Yeah. Ba cái đồ quỷ làm sao làm khó được chế. Chế giỏi lắm mấy đứa ơi. Ồ. Ok, này là cái gì đây? Gục già hả? Bấm nút bơi. Số 9. Ồ, cái này tập đánh máy nè mấy đứa. Số 1. Dấu bằng. M, R, nút lên. Dấu chấm. H. Xuống. Quy. Số 5. Ồ. M. Lắp liêu ngược. Ồ. Trời ơi. Game như vậy mới gọi là vui chứ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu. Cái này là cái gì đây? Ờ, zigzag hả? Ba cái đồ quỷ này. Ồ. Wow. Khó đó nha. Mày qua đây. Ok. What the? Cái gì vậy? Không được. Đừng có làm như vậy. Không có được. Tại sao lại kẹt cái con? Ok. Dì dặn. Cái gì vậy? À, mình phải đứng yên cái màu đó luôn. Khó quá, bắt đầu khó rồi đó, mình cảm thấy độ khó xung quanh mình rồi đó. Ok, đi cái dài dày nè, cái này đứng yên, roll back. À, quay trở lại á hả? Là sao? Ok. Úi giời ơi. À, bên kia, nó lừa mình. Nó lừa tôi. Ok bên đây. Ok. Ơi. Wow. Ok. What the fuck? Nó khó kinh khủng khó luôn. Ok, vô lại nè. Đó. Ok. Vô đây nó đúng khó luôn. Qua đây. Bình tĩnh. Holy crap. Cái này mình phải nhanh tay nhanh mắt nè. Ok, bình tĩnh nha. Nó không có checkpoint luôn. Làm sao mà tôi có thể qua được đây? Trời ơi, nhìn muốn mòn con mắt luôn á bà nội đó. Trời ơi, bình tĩnh. Ba cái đồ quỷ này làm sao làm khó được chế. Chế chơi nè. Ê, what the fuck? Nó không cho mình ấn luôn á. Đó, cái nút cụ chim á. Cái nút đó cụ chim lắm. Rồi, qua đây nè. Nhanh nhất có thể. Rồi. Ê. Sao mà nó không có nhảy ta? Tôi bấm mà nó không nhảy. Nó không có ăn nè. Ok, qua đây. Bấm. À, bực bội quá. Bắt đầu khó rồi đó. Cưng như vậy làm chế thích đó. Chế rất là thích cưng đó. Cái màn năm này khủng khiếp quá. Ok, qua đây. Đó, tôi bấm hoài mà không được bà. Màu xanh lá nè. À. Quá mày được rồi ba mẹ nè. What the? Ai bị chùm cuối kìa. Chùm cuối kìa.
C D E F G H I L A J L A L A A B C D A B A B C D A B C D A A B C D A B C D A A A A A A trời má con nó biến chữ ý đâu có dễ. Xong rồi U V W E E Z collect the book. Mình nghĩ màn này nữa thôi là mình không muốn chơi game này nữa đâu. Phần 2 nó khó vậy đấy. Ơ quá được rồi. What the fuck? Trời ơi, tao quá được rồi. Con mẹ mày. Chú. Cho tao qua đi. Bình tĩnh. What? Mình không có đụng luôn á, tính ra. Trời ơi, mình không có đụng luôn á. Rồi, qua bên đây. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này tao thắng là chắc rồi. Ê, cái tên mày con boss. Tao đang rất là sợ. No. Ok, con boss này có gì hay. Wow. Mày. Ôi, con boss kìa. Con boss nó tìm mình kìa. Con boss. Wow, mày này khó quá. Bình tĩnh lại mấy đứa. Chúng ta cần có một cái đầu rất là lạnh để làm cái công việc này. Một cái đầu rất... Mẹ cái con chuột. Mày đứng yên đó ông boss. Ok. Nó càng cái... Không được, bình tĩnh. Không có để nó cười vô mặt mình như thế này được. Ok. Mẹ ơi, ngủ ngon, đêm đã khuya rồi. Bấm nè. À, cái nào mình không qua được thì mình để qua một bên, trời ơi. Đó, nút K nè. Bấm cái này rồi. Xong. Màu xanh lá. Tao sẽ giết chết mày. Tại sao? Tại vì tao... Mà chết 139 luôn. Mà trời. Ok thì cuối cùng mình cũng đã thắng được vòng 2 rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có nhớ có thể nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình. Các bạn biết không, mình chơi... What? Có phần 3 à? Nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ làm phần 3 thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.